Rồi, chào anh chị các bạn trở lại với Trên Đồng Xe Hơi. Đây, hôm nay thì em quay cái bản rẻ nhất của Ford Ranger, các phiên bản 2023. Đây là bản XL 2 cầu số sàn nhé. Hiện nay vừa đăng ký đăng kiểm và chuẩn bị bàn giao cho khách. Xe này thì hiện nay có giá là 659 triệu đồng. Lăn bánh hiện nay thì với các bác ở Hà Nội nó sẽ dao động vào khoảng 709, và các bác ở tỉnh dao động khoảng 700 triệu. Giá này thì chưa bao gồm khuyến mại, giảm giá tiền mặt hay là phụ kiện tặng kèm. Về những cái này thì các bác lưu ý giúp em là hiện nay do quy định về giá bán nên là bên em cũng mong anh chị thông cảm, và với anh chị là thật sự quan tâm thì chủ động liên hệ, nhắn tin Zalo hoặc gọi điện cho bên em để bên em gửi báo giá chi tiết và các chương trình khuyến mại theo từng thời điểm. Mình thật sự là những cái mẫu xe này thì không phải lúc nào cũng có sẵn để mình xem hay tham khảo. Đó, đây là bản 2 cầu số sàn. Xe này thì là lúc nào là bản rẻ nhất. Cấu hình thì chỉ có duy nhất là số sàn thôi, thì hơi bất tiện một tí. Tuy nhiên thì mình bù lại cái giá bán. Xe này hiện nay thì bên em đang hỗ trợ vay trả góp tối đa lên đến 80%. Mình trả đâu đó khoảng 170 đến khoảng 200 triệu cả chi phí lăn bánh các thứ. Đấy, bản 2 cầu số sàn này thì so với bản một cầu số tự động, đây các bác nhìn bên cạnh, bản IRAT một cầu số tự động thì mình có thể thấy ngay khác với bản tiền nhiệm thì hiện nay thì cái bản số sàn này, nó bản XL này, nó làm được trang bị thêm một số tính năng. Tuy nhiên thì mình có thể thấy ngay là phần đèn sương mù này mình sẽ bị thiếu này, đúng không ạ? Bậc lên xuống là mình cũng sẽ thiếu này, đây, và la răng. Rồi, đây là phần phía đuôi xe nhé. Các bác có thể thấy là từ trước nay thì XL đa phần là thiếu cản trước và cản sau. Đấy. Bên cạnh là bản 2 cầu XLS, lệch nhau vào khoảng gần 100 triệu, đúng không ạ? Mất cái phần cản sau đi thì có thể nhìn rõ cái phần lốp dự phòng và phần đua cầu gầm. Đấy. Bản XL thì không có cam lùi như trên XLS nhé. Các bác lưu ý giúp em. Đấy, nguyên bản cái thùng xe thì cũng không có lót thùng cao su. Đấy, chỉ hơn trước là có cái bệ như này thôi. La răng này, bậc lên xuống này, đúng không ạ? Đèn bi gầm. Tuy nhiên thì con này với khách hàng mà chuyên đi công trường hay là cần mua giá rẻ thì đây chúng ta vẫn có hai màn hình nhá, rất là ok. So với bản trước thì chỉ có radio hiển thị bình thường ấy, thì khá rất là nhiều rồi. Chúng ta vẫn có khóa vi dai nhá. Tuy nhiên thì bản này nó sẽ không có cân bằng điện tử. Lưu ý giúp em. Hai cầu. Đó, đèn nước thì vẫn có auto. Nhưng em cũng có trao đổi qua thì cái auto này mình nên sử dụng bằng tay, nó sẽ hợp lý hơn và đỡ bất cập cho người đối diện, vì khoảng sáng của cái gầm xe, cái xe này nó khá cao, xe bán tải, và cái cảm biến nó thật sự là nó cũng hơi gần, nhiều khi là nó cũng không bật auto cụp tắt, nó chưa chuẩn. Đấy, chỉ là một lưu ý nhỏ thôi, mình có thể cân nhắc. Đấy, trên bản này cũng sẽ không có cruise control nhé các bác nhá. Đấy, mình có lắp thêm, có điều chỉnh thêm thì sử dụng được. Ngoài ra vẫn có đầy đủ điều chỉnh đàm thoại này. Đấy. Điều chỉnh bằng điều khiển. Nói chung vẫn chỉ đơn giản thế thôi. Gương viết điều chỉnh điện rồi. Hai cầu số sàn giá đâu đó vào khoảng 700 ra biển. Đấy, như em này thì bọn em ăn bánh chắc chưa đến 700 triệu. Cũng hiếm khi quay được cho anh chị. Ranger XL, đây là bản màu trắng, 659 triệu. Nếu mà mình có nhu cầu, vui lòng liên hệ để bên em có thể gửi báo giá và trao đổi thêm về chính sách bán hàng nhé. Rồi, xin chào, gặp lại trong những cái video tiếp theo.